Thưa quý vị, trong các bản tin trước trên kênh VTC9, chúng tôi đã liên tục phản ánh về những kiến nghị của bà con tiểu thương ở chợ Giếng Đáy, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh liên quan đến quy trình đấu thầu chợ Giếng Đáy. Những bất cập khi mà chuyển đổi mô hình khai thác quản lý chợ Giếng Đáy mà các tiểu thương cho rằng chưa đúng quy định của pháp luật, bỏ qua quyền lợi của các tiểu thương. Mới đây nhất thì VTC9 đã tiếp tục nhận được phản ánh của bà con chợ Giếng Đáy, đề nghị chính quyền địa phương là tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long sẽ xem xét thấu đáo, đúng quy định về mục đích ban đầu khi kêu gọi các tiểu thương chung tay cùng thị xã Hòn Gai lúc bấy giờ xây dựng chợ Giếng Đáy. Bà con cũng tiếp tục khẳng định số tiền họ đã nộp từ 800.000 đến 1.800.000 đồng là tiền đầu tư xây dựng chợ Giếng Đáy. Theo các tiểu thương, thời gian gần đây có hiện tượng về các thông tin không đúng với bản chất vụ việc, như cho rằng số tiền từ 800.000 đồng đến 1.800.000 đồng mà chính quyền phường Giếng Đáy năm 1994 đã thu của bà con là tiền đặt cọc, khiến bà con tiểu thương rất hoang mang. Tuy nhiên, các tiểu thương chợ Giếng Đáy cho rằng năm 1994, các phiếu thu mà chính quyền phường Giếng Đáy ban hành thể hiện số tiền 1.800.000 đồng chính là tiền đầu tư xây dựng dự thầu điểm bán hàng. Ông Bùi Xuân Nghiêm, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Giếng Đáy thời điểm năm 1991-1999, là người ký hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh cũng đã xác nhận. Năm 1994, thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Gai, nay là thành phố Hạ Long, xây dựng chợ mới Giếng Đáy trên phạm vi nhà kho của Công ty Vật tư Tổng hợp Quảng Ninh. Do điều kiện kinh phí khó khăn, thành phố cho chủ trương huy động đóng góp của các hộ kinh doanh để đầu tư. Nhà nước và nhân dân cùng làm theo từng vị trí cụ thể các hộ kinh doanh đóng góp các mức khác nhau. Các tiểu thương cho rằng, khi thực hiện chủ trương kêu gọi nhà nước và nhân dân cùng làm năm 1994, sau khi đóng tiền thì họ được tham gia đấu thầu và trúng thầu các ki-ốt để kinh doanh. Ông Bùi Xuân Nghiêm cũng xác nhận, quyết toán xây dựng thời điểm đó cũng được phân rõ phần kinh phí của thị xã Hòn Gai và phần đóng góp của các hộ kinh doanh. Thưa quý vị, và người dân cũng đề nghị chính quyền của tỉnh Quảng Ninh, của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long sẽ sớm phân định rạch ròi các căn cứ pháp lý, các quyết toán xây dựng đã được phân rõ phần kinh phí giữa thị xã Hòn Gai lúc bấy giờ, nay là thành phố Hạ Long, và phần đóng góp của các tiểu thương để giải quyết thấu tình đạt lý theo các quy định của pháp luật, tránh đẩy hàng trăm hộ tiểu thương trước nguy cơ mất kế sinh nhai, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp.